Đăng Khoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tại Trung tâm Cộng đồng Việt Mỹ có một buổi họp cộng đồng về một dự án sắp xây dựng một sân ga có tên là The Residence. Và ngày hôm nay trong buổi họp này, ban tổ chức sẽ thu nhận những ý kiến của người dân trong vùng cũng như cộng đồng của chúng ta và trả lời một số thắc mắc của cư dân. Và bây giờ Đăng Khoa xin kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh sau đây trong buổi họp ngày hôm nay. Tên là Nguyên Phạm, mình làm việc cho thành phố San Jose. Cái mục đích của buổi họp ngày hôm nay là để cho thành phố San Jose lắng nghe được những cái ý kiến đóng góp của cộng đồng người Việt Nam về cái sự phát triển của sân ga Diridon và những cái bước tiếp theo của công ty Google. Khi mà công ty Google đến thành phố San Jose thì mọi việc vẫn chưa tiến hành, nhưng mà trước khi mà thành phố muốn làm một cái gì đó thì phải lắng nghe ý kiến của người dân. Thì đó là mục đích của ngày hôm nay. Tôi thấy là nếu mà sân ga xây lên thì phương tiện giao thông tốt hơn, khách thu hút được khách du lịch tới San Jose, cuộc sống San Jose nó sẽ tấp nập hơn, nhộn nhịp hơn. Và đồng thời những cái mà tấp nập nhộn nhịp thì những cái tệ nạn nó cũng phát sinh, nó len lỏi vô luôn, chứ không phải là không có. Thành ra đồng song song với cái đó thì biện pháp an ninh nó phải tăng cường lên thì mới giữ được những cái khách du lịch hay những cái khách tham quan tới đây họ an toàn thì họ mới tới. Và dân cư ở chung quanh đây sẽ cảm thấy yên tâm hơn, họ sẽ không có bị xáo trộn vì những cái tệ nạn như vậy. Chứ cái chuyện đó là không thể tránh. Nhưng mà nếu mình cố gắng là mình tăng cường chi phí thêm cho vấn đề an ninh thì mình được cả hai mặt, về mặt tăng phát triển cho xã hội mà đồng thời cho an ninh của cộng đồng dân chúng chung quanh cái sân ga. Theo thông thường thì ở San Jose là cái sân ga tương đối là nó cũng hơi phức tạp đó. Bây giờ nếu mà xây cái đó thì nó tránh bớt cái chỗ mà gọi là náo nhiệt ồn ào mà nó mất trật tự đó. Thì nếu mà xây có cái nền nếp thì bớt đi cái tình trạng mà cái những người mà sống nó ngồi cái dòng pháp luật á, nghĩa là sống lang thang á. Bây giờ nếu mà xây giúp những đỡ người đó thì thứ nhất là tạo cái điều kiện người ta bớt làm những chuyện mà bất bình thường, cái gì là có nhà ở, công an việc làm thì đỡ hơn. Thứ ba nữa là nếu mà xây dựng cái đường xá nó lớn lên thì sự đi lại nó dễ dàng và cái mặt về mặt an ninh chọn nó tốt hơn. Hầu hết điểm chính là rộng, đường xá tốt, tạo điều kiện cho những người mà thất nghiệp hay là những người không có chỗ ở cho ở thì rất là tốt. Theo tôi nghĩ đó là điều tốt. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh của buổi họp cộng đồng về dự án xây dựng một sân ga có tên là The Residence. Đăng Khoa tường trình từ thành phố San Jose, tiểu bang California. Trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình phóng sự lần sau.